Đêm khuya trên đồng vắng, trăng sáng đã lên cao chứng tỏ đã ngoài mùng. Phía sau cây cầu gỗ nhỏ bắc qua một con kênh, ánh đèn dầu vẫn sáng. Khu đồng phía sau cây cầu, dân thôn này gọi là đồng nập. Gọi là một khu nhưng chẳng qua chưa nổi ba sào đất, hơn nữa còn nửa đầm nửa ải. Khu ruộng này là sản nghiệp vỡ hoang nên thuộc về đất tư nhân, không có quản lý của địa phương. Cả khu đồng nậm được bốn con kênh bao quanh như một ốc đảo giữa trời rộng. Bờ mương bên kia là xóm cuối làng. Nhớ hồi mới xuống đây, bà Lan, mẹ Ngạn bảo: "Thôi thì mày muốn để cả vườn đất cho thằng cả, mẹ cũng kệ, chỗ này cũng là vườn đất nhà mình. Bố mày hồi trước bỏ công vỡ vạc mà ở đây cho gần xóm gần làng, coi phải đi đâu con ạ?" "Vâng, sẵn còn ít tiền, còn để làm vốn cũng được." Ngạn mỉm cười trả lời. Trong mắt hắn không có cái thất vọng của kẻ ở bể vào ngòi như nhiều người vẫn nói. Xuống đây cũng tốt, yên tĩnh, xa đàm tiếu thị phi. Ngạn xây một ngôi nhà ba gian, có ban công theo lối gian thỏ gian thụ. Phần đất ải được hắn cải tạo thành một khu vườn, phía sau trồng dừa, chuối, bưởi. Khu ruộng đầm hắn trồng sen và kè đá trên bờ cho khỏi sạt. Bên trái nhà là một vườn hoa hướng dương. Gần một năm nay Ngạn sống bằng những thứ hoa cỏ quanh năm tứ mùa. Khi thì hắn bán ngó sen, bán dừa, chuối. Đến mùa thu thì hắn thu hạt hướng dương bán cho mấy quán nước quanh vùng. Rảnh rỗi khiến hắn bắt đầu khôi phục nghề viết lách và cộng tác với một cái nhật báo nhỏ trên phố huyện. Hắn cũng kê mấy chiếc chõng bên dậu trúc, bán một hàng nước cho những người đi soi ếch hay thả lưới trong đêm. Hôm nay tối mùa thu, cây hoa sữa cao hơn đầu người mà Ngạn trồng bên nhà nở thơm nức mũi. Nghỉ tay làm điếu thuốc chén nước chè các bác ơi. Rồi, cho gói kẹo lạc với đĩa hướng dương, nhân tiện cho ấm chè đặc nhá. Báo, một trong những thằng bạn cũ của Ngạn dừng thuyền lại. Gã cũng sống bằng nghề trải lưới, đi cùng với hắn là Bình, cũng là một thằng trong nhóm ngày xưa. Ngạn bưng kẹo lạc và hướng dương ra đặt trên chõng, rồi lấy trong ấm rành ra, rót cho mỗi người một chén chè xanh. Nói xong, hắn thắp sáng ngọn đèn bọc trong cái đó mướp, treo ở trên cây hoa sữa, rồi bưng ra một mâm đặt lên một cái chõng khác. Xong xuôi, hắn rút dưới gầm chõng ra một chai rượu đế, nhìn hai thằng bạn nói: "Chúng mày cứ tự nhiên, tao ăn cơm cái đã." Một chút cơm với vài cọng ngó sen ăn gỏi, mấy con cua đồng rang trong niêu đất đỏ sậm như màu gỗ được rắc thêm vài cái lá chanh. Ngạn ăn một ít thịt cua, uống một chút rượu rồi thở một hơi. "Tao nói chúng mày, thịt cua vừa ngọt vừa béo, thêm cái món rượu nếp là nhất. Cái thú này chỉ có tao với hai thằng mày biết, chứ bọn nó có biết cái cóc khô. Tao làm ngư, mày làm nông, ca ngợi nhau là phải. Mà mày sắp mất nghề nông độc quyền rồi đấy." Bình vừa uống nước chè vừa nói. Ngạn ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Đất của tao có sổ đỏ đoàng hoàng đấy, ai làm gì được tao?" "Ý nó không phải ai cướp vườn cướp đất của mày, mà là con người sắp xuống đây làm hàng xóm với mày rồi." Bảo cũng nói cho vui câu chuyện. Ngạn hoài nghi nhìn hắn, miệng nhồm nhòm miếng thịt cua. "Tốt, hàng xóm càng vui chứ sao. Mà mày nói ai?" "Thì con làm chứ ai, nó có cái bằng kỹ sư nông học, về làm vườn trồng hoa đó. Kìa mấy cái ruộng cách nhà mày cái gò, trong đó có ruộng khoai nhà tao dạo trước, nó mua cả rồi." "Ờ ha, mày để tao lên con diều sáo trợ hứng cho chúng mày đi đánh lưới. Mấy ông soi ếch cũng sắp về, tao phải đi đun ấm nước vối, rồi thả mấy cái lở tôm." Ngạn vừa thu dọn vừa đáp lời Bảo. Hắn ở ngoài này thú vui về đêm là con diều vải tự làm hơn 3 mét xải dài. Bộ sáo từ to hơn ống chân đến nhỏ bằng dùi trống. Ngạn kéo diều lên, con diều như một đầu chim ưng đen to lớn, đón gió hòa vào bầu trời. Tiếng sáo bi vu cao vút, nghe trong đêm như càng rộng. Ngạn ngả mình trên chiếc ghế mây, vừa nghe sáo diều vừa ngắm lửa hồng nổ lép bép trong cái lò đang đun siêu nước vối. Những ánh đèn soi ếch đã lắc la lắc lư đi đến từ phía xa,
Gió ngoài đồng vẫn thổi lộng từng làn mát rượi. Hai bố con bác soi ếch quây quần bên cái điếu bát rít lên sòng sọc. Ngạn răng mùng trước hiên đón gió đêm. Hai người soi ếch uống nước xong đặt mấy đồng bạc đè xuống dưới cái cốc cho khỏi bay. Hai người này cũng là khách quen của Ngạn, người quê vốn thật thà. Họ hay về muộn nên không phải lúc nào Ngạn cũng chờ. Hầu như hôm nào cũng vậy, hai người đều để tiền lại dưới cốc cho gió khỏi thổi bay. Sáng mùa thu, khoảnh vườn của Ngạn đầy những hoa vàng rực rỡ. Những đóa hoa hướng dương đang vào mùa cho hạt. Từng nhụy hoa to như chiếc rổ lớn. Ngạn trải một manh chiếu ở giữa khoảng sân rộng, hai tay cầm hai thanh gỗ như dùi trống đập xuống. Những hạt hướng dương bắn tung tóe ra từ đóa hoa như nổ bỏng. Bên cạnh là mấy trái dừa tươi Ngạn mới hái để hắn uống thay nước. Trời mùa thu nắng nên hắn đội một chiếc mũ rộng vành. Những bó hạt hướng dương đập xong được xếp lên từng cái nong trên giá nhiều tầng để hong cho khô. Ngạn ngồi giữa những cây hoa, nghe từng làn gió làm biển hoa sao động. Một cái bóng xanh từ từ tiến đến. Lam vẫn đôi mắt trong sáng ấy bước trên đồng đất quê hương. Cô nghe những kỷ niệm ùa về. Những điều cô từng trốn tránh, bây giờ Lam đã dám đối diện. Cảnh tượng trước mắt khiến Lam như ngỡ ngàng. Một chàng trai ngồi giữa biển hoa, bên những nhụy hoa to lớn và những nong hạt còn mùi thơm dịu. Ngôi nhà nhỏ xinh nằm trong hàng rào tre với những khóm hoa. Mùa này sen đã tàn, nhưng bên hồ vẫn còn những bông cúc vàng và những cây trúc thỉnh thoảng phát ra tiếng lốc cốc theo điệu ru của gió. Lam vừa lạ vừa quen nhìn Ngạn, vẫn mái tóc quăn hơi dài và có vẻ chuyên tâm làm cô say mê. Cô mở miệng giọng nghèn nghẹn: "Ngạn, là Ngạn sao?" Ngạn ngẩng đầu nhìn Lam, đáp lại cô bằng một nụ cười không quá ấm áp cũng chẳng lạnh lùng khách sáo. Nét cười của hắn chỉ còn lại sự bình dị thuần phác chân phương. "Chào cô hàng xóm mới. Bao nhiêu năm nơi này vẫn thế, chúng ta lại ở sát nhà." Ngạn chìa tay làm dáng vẻ lịch sự kiểu phương Tây, làm Lam bật cười. Dáng vẻ này ngày trước chính là cô ghét nhất, cũng ghi nhớ sâu đậm nhất. Cô ngồi xuống bên cạnh những đóa hoa hướng dương, hồn nhiên hỏi Ngạn: "Thế ma cũ có gì đãi ma mới không nào? Ở ngoài này có chỗ nào ăn chơi không?" Ngạn thấy Lam trêu đùa cũng mỉm cười trả lời: "Có tôm đồng kho, cua đồng rang muối, cá đồng nướng, với cơm lam gạo tôi cấy được. Còn trò chơi thì đến tối sẽ có. Bây giờ tôi đi chuẩn bị món cá đồng đã." Nói rồi Ngạn xách một chiếc cần câu ra con kênh sau nhà. Cửa nước chảy được hắn làm một cái cống để trữ cá. Cá trong kênh chính là hắn nuôi. Ngạn thả câu không đầy 10 phút thì xách về một con cá chuối chừng hơn 1 ký. Tôm và cua hắn đã bắt sẵn, sống trong thùng. Biết Lam về nên mọi việc không có gì bất ngờ với Ngạn. "Có một con cá, sao ít thế?" Lam trêu đùa nói: "Nó làm bạn với tôi hơn năm nay. Gia tộc nhà nó cũng thi thoảng làm thức ăn cho tôi tiếp khách, bắt vừa cho nó sinh sôi." Ngạn nhìn Lam nói rất chân thành. Cô cúi đầu không nói gì. Quả thật, lúc cô không có ở đây, hắn đã phải làm bạn với từng con cua, con cá. Với Ngạn, rời đi không phải là để làm giàu hay mưu cầu tương lai, mà chỉ để trốn tránh những tan vỡ. Còn trở về chỉ để sống trong bình yên của kỷ niệm, để đối diện với những điều đã qua. Bữa cơm chiều đạm bạc trên cái chõng tre, từng làn gió dưới kênh thổi lên hương đồng nộ. Ngôi nhà của Lam được dựng trên gò đất chưa được vỡ hoang. Cô muốn ở đó cho gần Ngạn một chút. Những ruộng ải được cải tạo thành một vườn ươm hoa. Lam cứ khen mãi món cá nướng bọc lá sen với món cua đồng của Ngạn. Cơm nước xong,
hai người ngồi ngắm hoàng hôn cùng tâm sự. Lam nhìn xa xăm, trầm ngâm không nói. Hồi lâu, Ngạn mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ở đây thiếu thốn đủ điều, lại mang tiếng ở bể vào ngòi, làm thế sao? Điều tiếng tôi chẳng quan tâm. Năm xưa bà mẹ kế bắt tôi chuyển nhà, tôi còn bé phải theo. Bây giờ về lại quê mẹ, mà ở đây cũng tốt, có ăn có uống yên tĩnh thi vị, nhất là có Ngạn, tôi còn mong gì nữa. Những câu nói của cô nghe như hồn nhiên vô tư, nhưng hàm chứa những thăng trầm cơ cực của cuộc đời. Ngạn không an ủi cô, chuyện buồn hắn sẽ không nhắc nữa, cứ để cho cô hồn nhiên vui vẻ. Mình còn nợ nhau một cái trung thu đấy Lam nhỉ? Ngày mai là trung thu, để tôi giới thiệu những hàng xóm ở đây với Lam. Lam gật đầu không nói. Ngày hôm sau, sắc trời nhá nhem đã thấy Ngạn đang tất bật trong khoảng sân trước nhà. Chiếc đèn lồng bằng đó mướp được thắp sáng. Ngoài sân đặt một cái bàn lớn để chiếc đầu lân hắn làm mất cả đêm. Bảo và Bình đến từ chiều. Bảo đang hì hục nướng bánh trên lò than củi. Bình thì tô vẽ cho ra hình ông tiến sĩ giấy hồi bé hắn vẫn hay chơi. Lam khéo léo tỉa con chó bưởi từ những quả bưởi sau vườn của Ngạn. Đây, đây, đèn kéo quân đây, gà luộc đây, cá rán đây. Ngạn đặt đĩa thịt gà và con cá vào mâm cỗ. Ngoài ra, hắn còn mang một chiếc đèn kéo quân tự tay làm. Khuôn mặt hắn có chút khó coi lẫn trong vẻ không vui. Bảo cười nói với Bình, thằng này nó thương con gà với con cá đấy mày ạ. Bạn đồng hành với nó cả, nhờ phúc cái Lam bọn mình mới được ăn. Đúng đấy, gần trăm bạn cá chuối mất một chú, hơn chục bạn gà mất một bác. Bình cũng cười ha hả nói hùa theo. Ngạn lập tức quạo mặt nói, này, không để chúng nó sinh sôi thì ngày sau chúng mày lấy đâu ra trứng miễn phí ăn hả? Hai thằng chúng mày toàn ăn chạc trứng gà của tao không, mỗi lứa ấp được trần ba con ấy. Lam cũng có mang ra một đôi gà để góp vào đàn với cậu cho đông vui. Bảo và Bình gật đầu cười mủm mỉm. Sau cùng Bảo mới nói, quả này có đứa góp gạo thổi cơm chung. Vào bàn thôi, đói lắm rồi. Lam vội vàng gạt đi, nhanh tay gắp một phần thức ăn để riêng. Ngạn gói cẩn thận để ra một chiếc chõng. Hắn nhìn mọi người cười giải thích, để phần bố con câu ếch. Trăng hôm nay tròn quá, ánh sáng như bao dung soi chiếu mọi ngõ ngách trong vườn êm. Trăng rất tròn, trăng của Đoàn Uyên.